Chào anh em quay trở lại với Đăng Vũ, rất vui vì lại được gặp lại anh em. Như anh em đã biết, chiếc Surface Pro 7 đã ra mắt được một thời gian rồi và anh Long đã làm một bài đánh giá chi tiết chiếc Surface Pro 7 ở trên kênh. Nếu anh em nào chưa xem thì có thể kích vào đường link ở trên đây để xem nhé. Và bản thân mình thì cũng được sử dụng chiếc Surface Pro 7 này một thời gian. Và trong video này, mình sẽ nói cho anh em biết 5 điểm mà mình thích nhất ở trên chiếc Surface Pro 7 này. Không để mất thêm một giây nữa, chúng ta sẽ cùng lập tức bắt đầu video. Điểm đầu tiên đó chính là mức giá hiện giờ đang rất là tốt. Anh em có thể tham khảo ở trên website của Đăng Vũ Surface, mức giá của Surface Pro 7 hiện giờ đang rất là tốt. Ở thời điểm hiện tại thì giá của chiếc Surface Pro 7 nó chỉ dao động khoảng tầm 24 triệu thôi. Nhưng mà vào năm ngoái khi mà chiếc Surface Pro 6 ra, ở thời điểm này thì mức giá của nó để anh em có thể sở hữu được nó phải rơi tầm khoảng 26-27 triệu cơ. Và với mức giá cho một bản i3 là khoảng 19 triệu và mức giá cho bản i5 khoảng 24 triệu cầm cả phím, ở thời điểm hiện tại thì mình thấy đây là một mức giá vô cùng phù hợp để cho anh em có thể sở hữu chiếc Surface Pro 7 ngay thời điểm hiện tại. Với chiếc Surface Pro 7 hiện tại thì anh em nhận được những gì? Đầu tiên là con chip Intel thế hệ thứ 10 vô cùng mạnh mẽ, một chiếc laptop lai máy tính bảng rất là tiện dụng, linh hoạt cho anh em có thể mang đi mang lại và có thể phục vụ được cho rất là nhiều công việc của anh em. Được trang bị Windows bản quyền vĩnh viễn, được Đăng Vũ tặng cho một bản Office vĩnh viễn độc quyền chỉ có ở Đăng Vũ Surface. Màn hình đẹp, chất lượng build cực tốt trong tầm giá loanh quanh tầm 20 triệu. Thứ hai đó là cổng Type-C. Ở cổng Type-C này thì mình có hai điểm cực kỳ thích ở trên chiếc Surface Pro 7. Đầu tiên đó chính là có thể kết nối ra những thiết bị ngoại vi vô cùng dễ dàng. Anh em chỉ cần có một cái chuyển đổi, cái hút chuyển đổi thôi, anh em có thể dễ dàng kết nối ra thẻ nhớ này, USB-A này, mạng LAN này và máy chiếu nữa. Quá tiện lợi so với chỉ ra được máy chiếu so với phiên bản cũ. Điểm thứ hai đó chính là cái cổng Type-C này có thể hỗ trợ anh em sạc. Và sạc ở đây thì có rất nhiều cách sạc. Thứ nhất là nó có thể thay thế được cho cổng sạc nam châm của anh em. Anh em có thể sạc được nó qua một đầu C và chỉ cần một cục sạc khoảng từ 45 đến 65W thôi. Anh em có thể đi du lịch dễ dàng, vừa cắm sạc điện thoại và cũng dùng cục sạc đấy để cắm sạc cho chiếc laptop của mình, đỡ cồng kềnh khi mà anh em phải mang thêm một cái sạc của Surface Pro 7 đúng không? Hoặc anh em có một chiếc màn hình phụ có cổng C thì anh em có thể kết nối chiếc màn hình đó với chiếc Surface Pro 7 và có thể sạc được điện ngay cho chiếc Surface Pro 7 của anh em thông qua cái dòng điện từ cái màn hình đó mà không cần cắm sạc trực tiếp vào chiếc Surface Pro 7. Bớt cồng kềnh đi rất là nhiều khi mà anh em vừa phải cắm vào màn hình phụ này, vừa phải cắm sạc vào chiếc Surface Pro 7. Điểm thứ ba đó chính là công nghệ sạc nhanh. Ngoài con chip Intel thế hệ thứ 10 vô cùng mạnh mẽ ra thì Microsoft còn trang bị thêm cho chiếc Surface Pro 7 công nghệ sạc nhanh nữa. Và với công nghệ sạc nhanh này, chúng ta có thể sạc được tầm khoảng 70-80% trong vòng 1 giờ đồng hồ. Rất là tuyệt vời. Điều này rất là có lợi cho anh em hay phải đi công tác xa này và hay phải di chuyển đi lại công việc. Thì việc có một chiếc laptop có thể sạc nhanh tiện lợi rất là nhiều trong công việc của anh em. Và khi mỗi lần sạc xong thì chúng ta có thể sử dụng được từ 5 đến 7 tiếng đồng hồ tùy theo cường độ làm việc của anh em. Anh em chỉ cần cắm sạc một lúc thôi là có đủ năng lượng để chiến cả buổi với khách hàng rồi. Và hơn nữa, vì có cổng Type-C có thể sạc được cho nên anh em có thể cắm được sạc dự phòng của nó qua cổng Type-C này. Rất đơn giản, anh em chỉ cần vứt chiếc Surface Pro 7 vào ba lô kèm theo một cục sạc dự phòng có đủ vôn đủ watt thì khi mà đến gặp khách hàng, anh em đã có đủ năng lượng, có đủ pin để có thể là làm việc với khách hàng cả một buổi trọn vẹn. Điểm thứ tư đó chính là con chip Gen 10. Như anh em đã biết thì ở trên chiếc Surface Pro 6 nó chỉ được trang bị con chip Intel thế hệ thứ 8 thôi. Nhưng mà lên đến chiếc Surface Pro 7, Microsoft đã bỏ qua thế hệ thứ 9 và trang bị thẳng cho nó lên con chip Intel thế hệ thứ 10. Nó làm mình có cảm giác là rất là sướng khi mà được sở hữu một con chip Intel thế hệ mới nhất và không sợ bị lỗi thời trong khoảng thời gian mà mình sử dụng. Cái thứ hai đó là con chip này nó thật sự mạnh hơn con chip Intel thế hệ thứ 8. Nếu anh em làm cơ bản thì không nhận ra, nhưng mà thực sự cái hiệu năng của con chip Intel thế hệ thứ 10 này nó mạnh hơn 20% so với con chip Intel thế hệ thứ 8. Cạc của máy cũng là một con cạc đời mới Graphics Plus thay cho con cạc U620 đời cũ. Nếu anh em làm những tác vụ cơ bản thì mình thấy là không cần để ý lắm tới việc là con chip mới hay con cạc mới. Tại vì laptop của Microsoft từ đời 1 đến đời 7 bây giờ thật sự là làm rất là tốt. Có thể anh em sử dụng những chiếc Surface Pro 4, Pro 5 hiện giờ nếu mà cấu hình cao thì vẫn rất là mượt mà. Tuy nhiên nếu anh em sử dụng những tác vụ nặng hơn một chút thì việc có một hiệu năng tốt hơn thì đó là một điểm cộng trên chiếc Surface Pro 7 sử dụng con chip
Intel thế hệ thứ 10 này của Microsoft. Điểm cuối cùng đó là máy gọn nhẹ. Thực ra đây không phải là một điểm cộng. Đây thực ra không phải là một điểm nâng cấp của chiếc Surface Pro 7. Tại vì ở những thế hệ trước thì chiếc Surface Pro vẫn là một chiếc máy nhỏ gọn, cơ động rồi. Mình có thể là không cần sạc nhanh này, không cần Type-C này, không cần chip mạnh. Mình chỉ cần gọn nhẹ, tiện dụng, thế là đủ. Surface Pro 7 có một thiết kế rất là Microsoft và không giống bất kỳ một chiếc laptop nào trên thế giới hiện giờ. Nó làm mình thấy thoải mái, thư thái khi mà làm việc và khi mà ra khỏi nhà và đi tới gặp khách hàng thì mình không cảm thấy ngại khi mà phải mang một chiếc laptop ra khỏi nhà. Như anh em thấy, rất là nhẹ và mình có thể mang nó đi một cách rất là dễ dàng. Trên đây thì mình đã nói 5 điểm mà mình thấy cực kỳ là thích sau một thời gian mình sử dụng chiếc Surface Pro 7 này. Nếu anh em thấy video hay và hữu ích thì đừng quên để lại một like, một subscribe, kế bên nó subscribe là cái chuông. Anh em nhấn vào đó để nhận được thông báo mỗi khi mình ra video mới nhá. Mình là Nam, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.